Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ tư, mùng 8 tháng 4 năm 2024. Mùng 8 tháng 5 năm 2024, sau Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục sinh. Con xin lỗi, con quên, con cứ nói là tháng 4, chúng ta đang sống trong tháng 5. Mùng 8 tháng 5 năm 2024, sau Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục sinh. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta để chúng ta lắng nghe và hiểu được lời Chúa dạy. Chúng ta còn lắng nghe tin mừng ngày thứ tư. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại câu Kinh Thánh của ngày thứ ba, mùng 7 tháng 5. Mà Đức Giêsu nói rằng là Thầy đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Tức là Đức Giêsu muốn nói với tất cả chúng ta, Đức Giêsu phải hy sinh cho chúng ta, Đức Giêsu phải chết thay cho chúng ta. Và có như thế thì Chúa Thánh Thần mới đến và giúp cho chúng ta hiểu được những việc Đức Giêsu đã làm, giúp cho chúng ta đón nhận được cái chết của Đức Giêsu, và nhờ đó mà chúng ta được vào thiên đàng. Vì thế mà chúng ta đừng quên rằng là có một Đấng đã hy sinh và đã chết cho chúng ta, và nhờ cái chết của Đức Giêsu mà chúng ta được trở nên con cái của Chúa. Đời câu Kinh Thánh của ngày thứ tư mùng 8 tháng 5 đó là thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn đó là chúng ta nhận biết Đức Giêsu và nhận biết Thiên Chúa Cha. Sự thật toàn vẹn đó là nhận biết Đức Giêsu và nhận biết Ngài từ Thiên Chúa mà đến. Nhận biết Đức Giêsu là Chúa, nhận biết Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Tức là Đức Giêsu nói rằng là còn nhiều điều Chúa Giêsu muốn nói, muốn giải thích, nhưng mà thời gian cũng không đủ, cũng không cho phép. Và cái điều quan trọng là cái trí não của anh em cũng không có thể lãnh hội được hết. Khi nào Chúa Thánh Thần đến thì người sẽ giúp cho anh em hiểu. Đức Giêsu sống với các môn đệ, Đức Giêsu cũng giải thích cho các môn đệ, nhưng mà phải có ơn Chúa Thánh Thần. Phải có ơn Chúa Thánh Thần thì các môn đệ mới có thể hiểu đấy. Chúng ta nhớ rằng là khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, các ông ấy sợ hãi. Tại sao các môn đệ lại sợ hãi? Bởi vì các ông không nhận ra quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, nên là sợ hãi. Cho đến khi Chúa Thánh Thần đến thì lúc ấy các ông mới là dám mở hết các cửa ra để mà rao giảng về Đức Giêsu dù có phải chết. Đó là sự thật. Và Đức Giêsu hôm nay Ngài đã khẳng định này, còn nhiều điều nhưng mà anh em không có sức hiểu. Nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu được những lời của Chúa. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của mẹ Maria đi. Khi Sứ Thần nói với mẹ Maria là này bà sẽ thụ thai, Đức Mẹ nói rằng điều đó xảy ra thế nào được, bởi vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sau đó thì Sứ Thần nói Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà. Sau khi mà xin Chúa Thánh Thần đến, mẹ Maria cấp tiếng xin vâng. Đó. Thế thì hôm nay Đức Giêsu nói Thầy còn nhiều điều muốn nói với anh em, nhưng anh em không có trí hiểu nổi, không có sức hiểu nổi. Khi nào Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho anh em hiểu hết. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn đó là tiếp nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mà đến. Sự thật toàn vẹn. Có một sự thật của tất cả mọi sự thật, đó là Đức Giêsu Nazareth là con Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mà đến. Khi nào Thánh Thần đến, người sẽ giúp cho chúng ta nhận ra Đức Giêsu. Chúng ta cũng phải cầu xin cái điều này mỗi ngày chứ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết tin vào Đức Giêsu. Xin cho chúng con tin vào Đức Giêsu để tất cả những lời Đức Giêsu nói chúng con đều tin, đều vâng nghe, và tất cả những việc Đức Giêsu làm chúng con đều đón nhận. Khi nào Thánh Thần đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
tức là Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được một sự thật là Đức Giêsu Nazareth từ Thiên Chúa mà đến và Ngài là Thiên Chúa. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Tức là Chúa Thánh Thần không có dạy thêm cái gì cả. Thế nhưng mà tất cả những gì Đức Giêsu đã nói thì Chúa Thánh Thần giải thích cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu là đấng đã hy sinh cho chúng ta, và Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta hiểu và đón nhận được sự hy sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúa Thánh Thần chỉ là giúp cho chúng ta hiểu những gì Đức Giêsu đã nói và đã làm cho chúng ta. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Chúa Giêsu cũng nói rõ luôn rồi. Chúa Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy bởi vì Chúa Thánh Thần nói về Thầy và tất cả những việc Thầy làm thì Chúa Thánh Thần đều khen ngợi, tôn vinh Thầy. Chúa Thánh Thần đều khen ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu đã làm một cái điều cao cả, tức là con Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình, hy sinh hết mình, chết thay cho tất cả chúng ta. Cái chết của Đức Giêsu thứ nhất là vâng phục Thiên Chúa Cha, và thứ hai là yêu chúng ta. Như Đức Giêsu đã nói, Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Cha yêu chúng ta, muốn cho chúng ta được sống với Chúa Cha, và Chúa Giêsu cũng yêu cái điều đó. Và để cho chúng ta được sống với Chúa Cha thì Đức Giêsu sẵn sàng hiến mạng sống mình để cứu tất cả chúng ta. Thế thì hôm nay tin mừng của ngày thứ tư mùng 8 tháng 5, Chúa Giêsu nói là Chúa Thánh Thần sẽ đến giúp cho anh em hiểu tất cả những gì Thầy nói và Thầy làm, giúp cho anh em nhận ra một sự thật toàn vẹn là Thầy là con Thiên Chúa, Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Thánh Thần không nói thêm cái điều gì cả, nhưng tất cả những gì Chúa Giêsu nói thì Chúa Thánh Thần sẽ nói lại cho chúng ta hiểu. Và Chúa Thánh Thần sẽ tôn vinh Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu làm những điều cao cả, vâng lời Thiên Chúa Cha và làm những điều cao cả cho loài người của chúng ta. Chúa Thánh Thần người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Tất cả những lời Đức Giêsu nói, tất cả những việc Đức Giêsu làm, chứng minh Đức Giêsu làm việc của Thiên Chúa Cha. Và điều này tôn vinh Chúa Giêsu cũng như tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Đức Giêsu muốn khẳng định là Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Tất cả những gì của Chúa Cha cũng đều là của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Và chúng ta cũng đã tin nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là một duy nhất, nhưng mà có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha cũng là Chúa, Chúa Con cũng là Chúa, Chúa Thánh Thần cũng là Chúa. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Và hôm nay chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói rằng là mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Tức là Thầy với Chúa Cha là một. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Những lời Đức Giêsu nói là lời của Chúa Cha, và những việc Đức Giêsu làm là việc của Thiên Chúa Cha. Thế thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra sự thật toàn vẹn này. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra Đức Giêsu, hiểu được lời Đức Giêsu, đón nhận được việc Đức Giêsu, tôn vinh Đức Giêsu. Tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Thầy. Và Chúa Thánh Thần sẽ lấy tất cả những lời nói và những việc làm của Đức Giêsu để giúp cho chúng ta hiểu. Thì đó cũng chính là những lời nói và những việc làm của Thiên Chúa Cha. Con xin được giải thích thêm một tí để cho chúng ta dễ hiểu này. Tức là Chúa Cha sai Đức Giêsu là con của Ngài đến trần gian này để nói lời của Thiên Chúa Cha và làm những việc Chúa Cha muốn. Vì thế mà Đức Giêsu nói là nói lời của Chúa Cha, và Đức Giêsu làm là làm việc của Chúa Cha. Vì thế mà hôm nay thì Đức Giêsu nói là mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Chúa Cha nói cái gì thì Chúa Con nói cái đó. Chúa Cha làm cái gì thì Chúa Con làm như vậy. Vì thế mà Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra lời của Đức Giêsu và việc của Đức Giêsu. Lời của Đức Giêsu và việc của Đức Giêsu cũng chính là lời của Chúa Cha mà là việc của Thiên Chúa Cha. Vì thế ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Chúa Cha với Chúa Giêsu là một. Và Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được cái điều này. Thế thì tóm lại tin mừng của ngày thứ tư
Câu Kinh Thánh mà chúng ta ghi nhớ, thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra sự thật toàn vẹn, tức là tin nhận Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến, và Ngài là Thiên Chúa. Đức tin là quan trọng lắm. Đức tin rất là quan trọng. Khi chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta mới thấy cái đức tin nó quan trọng như thế nào. Chúng ta thấy rằng là lấy câu chuyện của Phêrô đi. Khi mà nghe nói giữa mà phong ba bão tố giữa đêm trên thuyền vậy đó, thế thì có một cái bóng người thì tưởng là ma. Thế nhưng mà ông Gioan ông nói là không, Chúa đó. Thế thì ông Phêrô mới nói là nếu là Chúa đó thì xin cho con đi trên mặt biển mà đến với thầy. Thế thì Chúa Giêsu bảo rằng anh cứ đến. Thế thì ông ta bước ra khỏi thuyền, vương mới bước ra thì gió nổi lên. Thế là ông ta yếu đức tin của ông ta chìm xuống. Thế Chúa, thầy ơi cứu con. Chúa Giêsu cầm tay ông ấy kéo lên bờ, và Chúa nói sao lại nhát thế, sao kém tin. Thế, khi chúng ta yếu đức tin thì chúng ta sẽ bị những cái đau khổ nó đè bẹp, bị đau khổ đè vào. Còn bây giờ nếu mà chúng ta bị ung thư thì rất là đau đớn. Nhưng nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa thì nhờ đức tin ấy dù có đau khổ, chúng ta thấy các thánh tử đạo là rõ nhất. Các ngài vững tin vào Chúa để rồi dù có nhục hình, dù có thập tự, dù có chết chóc, dù có tù rầy, đối với ngài không có là gì cả. Bởi vì với một cái đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa thì tất cả mọi cái khó khăn, mọi cái đau khổ nó lại trở nên nhẹ nhàng. Đấy. Vì thế mà hôm nay Chúa Giêsu nói là Thánh Thần sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Tức là Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta nhận ra Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu. Vì thế chúng ta đừng quên cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần đến với chúng con. Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin Thánh Thần Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin Thánh Thần Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con để chúng ta con nhận biết Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu, và nhờ đức tin mạnh mẽ chúng con không làm tôi ma quỷ, mà chúng con cũng không còn sợ hãi. Thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.